Phượng Vệ thông báo bà Sáu Bảo nhập viện phải truyền nước biển gấp, nói chuyện như một con điên, chửi toàn bộ các nghệ sĩ thân cận của cố nghệ sĩ trên livestream. Thưa quý vị, mọi kế hoạch của Phượng Vệ hiện nay đã thất bại do Phượng Vệ đã tự đưa mình vào đường cùng. Mặt trận luật pháp thì đã thua thê thảm trước Hồng Loan, còn mặt trận luật trời thì Phượng Vệ cũng đã dần dần đang nếm trải. Càng về sau này, Phượng Vệ càng tỏ ra hoang mang trong cách thể hiện cảm xúc của mình, sợ sệt, lo lắng, bồn chồn và luôn trong tâm thế là một kẻ thua cuộc. Tối hôm qua, Phượng Vệ đã có một buổi livestream vô cùng cục xúc và nói đúng hơn là Phượng Vệ vô cùng nóng nảy, nóng tới mức mà người xem cảm nhận được rằng cái con ve chó trên mặt của Phượng Vệ đang đỏ rực lên theo từng đợt chân trào cảm xúc của Phượng Vệ. Trong livestream, Phượng Vệ đã tỏ ra rất chắc chắn và cố chấp khẳng định một lần nữa Hồng Loan chỉ là một giọt nước lã chứ không phải là máu mủ của cố nghệ sĩ. Phượng Vệ còn tiết lộ rằng bà Sáu đã phải nhập viện, rồi Phượng Vệ liên tục có những biểu hiện vô cùng tức tối, bực bội. Một thái độ vô cùng khó ở, Phượng Vệ chửi thẳng, chửi luôn các nghệ sĩ thân cận của cậu mình, chửi tiền bối của mình như thế thì quá mất dạy rồi Phượng Vệ à. Thưa quý vị, hôm qua không biết là ai đã chọc trúng sợi dây xôn xôn của Phượng Vệ mà con ả quạo lên thấy rõ rệt và con ả chửi quá trời chửi trên livestream mà lần đầu tiên tôi xem người khác chửi mà tôi khoái dễ sợ. Nhìn cái bản mặt nó quạo, tôi vui phết, hai con mắt của Phượng Vệ nó thầm như gấu trúc, chắc là bị tẩu quả nhập ma thật rồi. Và thưa quý vị, vừa rồi là một bình luận của một khán giả để lại sau khi vị khán giả ấy xem xong cái livestream vừa rồi của Phượng Vệ. Con chỉ tin cậu con thôi, con chỉ tin cậu con thôi. Mọi người đừng có nghĩ chết là hết nha. Sống sao, hát vậy, lời nói vẫn còn đó, tâm nguyện vẫn còn đó. Làm sai đi rồi thấy, Phượng rất là hãnh diện bởi vì lời nói của cậu Phượng đối với Phượng, Phượng đã làm được. Phượng đã làm được một điều rồi. Lời cậu nói với Phượng, Phượng đã làm được một điều rồi. Cậu Phượng, Phượng có làm sai, cậu Phượng sẽ là người biết và cậu Phượng sẽ trừng trị nếu như Phượng làm sai. Phượng chấp nhận hết tất cả. Và vừa rồi là một đoạn cảm xúc cao trào của Phượng Vệ trong livestream tối ngày hôm qua. Đúng như là vị khán giả vừa rồi chia sẻ, Phượng Vệ quạo, Phượng Vệ chửi, mà chửi nghe hài gì đâu. Tại vì những gì mà Phượng Vệ chửi cứ như là đang tự tát vào mặt mình, chắc là vừa bị cố nghệ sĩ khai khẩu rồi còn gì. Ủa Phượng Vệ ơi, rồi mắc cái gì không được như Hồng Loan, xong quay qua chửi Hồng Loan vô học. Phượng Vệ chửi Hồng Loan, nhưng hãy nhìn lại Hồng Loan đi. Hồng Loan sống rất biết trước biết sau, hiểu chuyện đến mức đau lòng. Hồng Loan có thua ai thì cũng không bao giờ thua Phượng Vệ đâu, Phượng Vệ à. Phượng Vệ là cái đứa tự nhận mình được ăn học đàng hoàng đúng không? Học văn, học vở, học ca, học diễn xuất đúng không? Mà trời ơi đất hỡi, nhìn Phượng Vệ như một kẻ vô học. Khi ở ké nhà người ta có 2 năm mà đòi đồng sở hữu, người ta không cho đồng sở hữu thì đi kiện người ta, kiện xong bị đuổi ra khỏi nhà thì tiếp tục đi kiện hình sự người ta, muốn người ta ngồi tù. Xin thưa, nếu lỡ mà Hồng Loan có bị hại tới mức phải ngồi tù đi chăng nữa thì Phượng Vệ cũng khó mà được tự do. Phượng Vệ chắc chắn cũng phải ngồi tù thôi. Và bà Sáu Bào cũng đừng nằm mơ có cơ hội làm chủ khối tài sản của Hồng Loan. Vì Hồng Loan còn có chồng và con nữa, trong pháp luật Việt Nam còn có quy định thừa kế, thế vị nữa về à. Con cái sẽ thế vị được cho cha mẹ của nó, còn cái thứ cháu khác họ khác dòng và cái thứ em gái phá gia can như mẹ con hai người, mua thuốc ngủ về uống thật nhiều, nhiều vô rồi nằm mơ tiếp. Đừng có mơ mà rớ vào khối tài sản của cố nghệ sĩ để lại. Chỉ có trong giấc mơ thì hai mẹ con các người mới có thể làm được điều đó. Hôm qua Phượng Vệ vẫn khá cố chấp, liên tục khẳng định Hồng Loan chỉ là giọt nước lã chứ không phải giọt máu của cố nghệ sĩ. Phượng Vệ ơi, giờ thì gần Tết rồi, Phượng Vệ à, Phượng Vệ vẫn thích kêu e, rạo rực giữa nắng hè hoài vậy đó hả? Sao tức lắm hả Vệ? Tức vì kế hoạch đã bể hết rồi, cố lắm rồi nhưng vẫn không thay đổi được, thực tế thương Vệ quá, thương hại Vệ đó Vệ à, thử mất dạy trơ trẽn thiếu văn hóa đạo đức. Vệ hôm qua còn nói rằng các người đâu có biết đâu. Ý là Vệ đang nói chúng ta đó quý vị. Nói rằng mẹ Vệ, tức bà Sáu phải nhập viện gấp, phải truyền nước biển gấp kia kìa, mà có ai biết đâu, bà Sáu Bào bà bị áp lực, bà Bào bà bị chửi bới, bà Bào bị nhục mạ vân vân. Nói thì không ai tin, không lẽ giờ Vệ chụp cái hình cảnh bà Sáu nằm viện để khoe lên mạng cho mọi người nhìn thấy. Làm như vậy thì mọi người lại nói là kìa, bà Sáu bà bị quật kìa, nghiệp quá, giờ nhập viện rồi đó. Ừ thì đúng mà Vệ, bà Sáu bà bị nghiệp quật thiệt.